Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn thân mến Nguyễn Phú Trọng chọn Trần Quốc Vượng đào mồ trôn chế độ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chưa rời bỏ hai ghế quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Nhưng ông ta đã lựa chọn và để lại một hạt giống độc Một kẻ độc ác bảo thủ kế vị ông ta Đó là Trần Quốc Vượng sinh ngày 5 tháng 2 năm 1953 Bằng cấp đầu tiên mà Trần Quốc Vượng có được là tốt nghiệp cao đẳng kiểm sát tại chức cử nhân luật thạc sĩ luật cấp lý luận chính trị sự nghiệp chính trị của Trần Quốc Vượng gắn liền với công tác đảng cho dù có thời làm Viện Kiểm Sát Tối Cao thì cũng phụ trách công tác đảng sau đó tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương thường trực Ban Bí Thư nếu như Đinh Thế Huynh không bị bệnh Trần Đại Quang không chết thì Trần Quốc Vượng chỉ ngồi ghế chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương tới hết nhiệm kỳ rồi nghỉ hưu nhưng may mắn của vượng sẽ là nỗi bất hạnh của đất nước và của dân tộc Việt Nam khi ông ta được Nguyễn Phú Trọng chọn làm kẻ kế vị. Thay nào cho đó, cả hai đều cuồng đảng, họ đều đặt đảng và chế độ cộng sản lên trên đất nước và dân tộc Việt Nam. Chúng đều sẵn sàng hy sinh lợi ích của đất nước và lợi ích của dân tộc để bảo đảm quyền lực tuyệt đối của đảng. Chúng sẵn sàng trà đạp lên các quyền con người truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc để duy trì nền chính trị cộng sản hủ bại gian ác và cực kỳ phản động liệu đây có phải là nguyễn phú trọng chọn trần quốc vượng để đào mồ trôn chế độ cộng sản việt nam hay không sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của nhà báo phạm thành với chủ đề trần quốc vượng tên cộng sản lại giống độc ác không biết tạo hóa vần xoay kiểu gì mà phàn đã là lãnh tụ cộng sản đều là những vật thể lại giống tuy mức độ bộc lộ lại giống có khác nhau tất nhiên Marx, Engels, Lenin là những mẹ mình lại giống chúa rồi hóa sinh ra lũ cộng sản lại giống trên khắp mọi nơi trên thế giới ở Việt Nam Hồ Chí Minh là anh cả của một lũ lại giống đám đàn em là Lê Duẩn, Trường Trinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Hiếu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và thì sắp tới là Trần Quốc Vượng cũng chỉ là thứ điển hình của kẻ lại giống cộng sản. Cách đây độ vài tháng, Vượng nói cô đồ của chúng ta sẽ bị chúng ta hủy hoại. Cứ tưởng Vượng nhìn ra được sự hủ bại của con người cộng sản cùng thể chế phản động của chế độ cộng sản để bẻ lái con thuyền Việt Nam từng bước hóa nhập hòa nhập với dòng chảy của thế giới văn minh đa nguyên dân chủ nhân quyền và một nền pháp trị với cơ cấu quyền lực xã hội tam quyền phân lập. Nhưng nay Vượng lại chính thức tuyên bố làm ăn tập thể hợp tác là xu thế tất yếu. Xu thế ở đâu, tất yếu ở chỗ nào, thưa ông Vượng? Ông năm nay 2020 cũng đã 67 tuổi. 1954, tức ông đã từng sống trong giai đoạn hợp tác xã với tinh thần làm chủ tập thể ngập tràn từ kẻ lại giống Lê Duẩn khởi xướng. Kết quả thì sao? làm chủ tập thể để rồi cha chung không ai khóc công thì của tao mà tội thì là của tập thể mất mùa là bởi thiên tai được mùa là bởi thiên tài đảng ta tức không có ai phải chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình dẫn đến thói vô trách nhiệm trước công việc lên ngôi lòng ngay trung thực tài năng trở thành thứ hủi cùi lậu cả xã hội trở thành một cái bang kẻ nào lừa đảo cơ hội giỏi kẻ đó trở thành tấm gương cho mọi người nói theo còn cái hợp tác xã sau gần 30 năm tồn tại đến cất nát cũng không còn để phân phối. Nếu năm 1986 mà không bỏ nó đi, không cho nông dân mượn lại đất để sản xuất thì 1 phần 3 người dân Việt Nam đã phải bỏ mạng vì đói ăn rách mặt rồi. Ông Vượng có ngu đến mấy, có mắt mờ, tai điếc, não đậu phụ đến mấy cũng không thể mở mồm ra phủ nhận điều này. Vì rằng trong tế bào sống của ông hẳn còn những hạt nhân của thời kỳ đói rách lầm than ấy, dù ông là người Thái Bình luôn tự hào với một niềm tin lai láng, Thái Bình là đất ăn chơi, tay gậy, tay bị khắp nơi tung hoành, hẳn còn lằn xẹo trên tay ông. Nhưng ông, nhưng ông nay lại sống lại với thời kỳ lầm than đói rách ấy, đích thị ông là kẻ vừa lại giống vừa ngu muội, vừa độc ác tại sao ông lại muốn vừa ngu muội vừa độc ác như vậy vì suy cho cùng cũng là cái lòng tham che mờ mắt ông bóp chết đầu não của ông vì rằng quay lại cơ cấu lao động tập thể trong đó có hợp tác xã có nghĩa là ông muốn người việt nam phải quay trở lại thời con người cũng chỉ như con vật thể do nhà nước quản lý toàn diện có nghĩa là đất đai, tài nguyên, đất nước vẫn mãi mãi thuộc về nhà nước quản lý Tức là vẫn trong tay đám cộng sản cầm quyền của ông Có nghĩa là nói như một cách tổng quát nước Việt Nam Người Việt Nam là của các ông Các ông muốn định đoạt tiêu diệt, cho bán, đổi chát như thế nào là do các ông nắm toàn quyền quyết định Nói ngắn gọn hơn, nghĩa là quyền trên đất nước Việt Nam vẫn chỉ thuộc về ông Và mấy thằng cầm đầu cộng sản của ông mà thôi Sao ông khôn như chó ghẻ đói bụng Nhằn rẻ rách thế ông vượng ông tưởng thiên hạ người ta đều ngu muội và tham lam như ông và đám cộng sản cầm quyền của ông cả sao không cục cất nát tập thể hợp tác xã đã khô và đã hóa thành bùn đất từ lâu rồi ông vượng muốn bốc lên rồi vin vào đó làm mẫu cho dân đi theo làm theo cũng không thể bới tìm ra được nữa bởi từ năm 1986 tuy chỉ là các ông trên danh nghĩa cho nông dân mượn đất nhưng đất đó đủ thấm mồ hôi, nước mắt và cả máu của dân rồi. Đất đó là một hiện vật có trong tư tưởng và tình cảm của dân rồi. Ông muốn hợp tác xã gom lại hẳn phải bước qua xác của họ. Còn cái quyền tự do được sống tuy là vẫn sống trong chuồng của các ông nhưng với những không gian được mở rộng hơn năm 1986 đến nay người Việt Nam cũng đã dám sống với quyền tồn tại tối thiểu của họ rồi Ít nhất là về cái khoản ăn ngủ đụ ỉa Này ông lại muốn cắt cái quyền đó đi Khó bằng xuống biển mò kim Máu và sự chống trả một Mất một con với ông và đảng của ông sẽ xảy ra ngay lập tức Chớ có dại Rẻ lành đớp đàn anh đã nhằn hết Còn lại hãy chịu khó nhằn rẻ rách Được ngày nào hay ngày ấy là tốt cho ông và cái đảng thổ tả phản động của ông rồi Ông lại muốn ăn to, trồng lại cây chết Chẳng những không thu lại được gì mà họa mang vào thân Ông khó có thể tránh khỏi Và lịch sử sẽ đóng đinh vào ông rằng Trên Quốc Vượng một tên cộng sản lại giống độc ác Tuy nhiên ông muốn là một chuyện nhân thế toàn cầu Có cho ông quay lại với mô hình tập thể hợp tác xã ở Việt Nam hay không Lại là chuyện khác hiện tại con virus vũ hán của trung cộng đang trong sứ mệnh thanh lọc loài người đang là nỗi niềm quặn đau to lớn của loài người kẻ lại giống như ông cùng với cái đảng thổ tả phản động bán nước hại dân của ông sẽ đứng tên đầu tiên trong danh mục vĩnh viễn bị biến khỏi mặt đất này sau đại dịch virus vũ hán trung cộng ông hãy chờ xem và hãy cố thử làm xem Vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm. Theo cơ quan chức năng, 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Ngày 3 tháng 4 năm 2020 trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin tàu cá QNG 90617TS cùng với 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QNG 90617 TS và 8 ngư dân của Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu hải quân của Trung Cộng ngăn cản và đâm chìm. Như đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động trên của tàu công vụ trung quốc đã xâm phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa gây thiệt hại về tài sản đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân việt nam đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản về chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển đông việt nam và trung quốc trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở DOC gây phức tạp tình hình không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông. Bà Hằng nhấn mạnh. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ Quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Cộng nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Theo thông tin của các cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 3 tháng 4 năm 2020, 8 ngư dân Việt Nam trên tàu QNC 90617TS đã được tiếp nhận an toàn cho tới hiện tại. Phía chính phủ Việt Nam vẫn chỉ quan ngại về hành động đâm chìm tàu cá và bắt giữ 8 ngư dân Quảng Ngãi của bọn bành trướng Bắc Kinh. Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020, gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Thái độ quan ngại mà lâu nay vẫn hay xài để làm bớt đi sự phấn nộ trong dân chúng Đó chẳng khác nào là lơ đi để cho mọi việc âm thầm vào dĩ vãng Một động thái khác của Bắc Kinh, Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc lên tiếng cáo buộc tàu cá Việt Nam xâm phạm chủ quyền Trung Quốc và những hành động nguy hiểm chúng cho rằng tàu của ngư dân Việt Nam tông vào tàu cảnh sát biển của nó và bị chìm. Nó thông báo báo chí cứu 8 ngư dân của mình Đồng thời ngư dân của mình sau khi bị phía Trung Quốc thẩm vấn Thì cũng thừa nhận xâm phạm lãnh hải của nó Theo thông báo của nó là đã trao trả 8 ngư dân của mình lại cho phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Nhưng lời tướng Trương Giang Long nói quân bình chướng Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ dã tâm để thôn tính Việt Nam Thế nhưng quân Bắc Kinh nó có mạnh cỡ nào đi chăng nữa Nhưng lòng dân nhất tề thì chẳng có thể xâm lược nào có thể thôn tính được. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh được điều đó rất rõ. Bạch Đăng như Nguyệt hay Lam Sơn khởi nghĩa đều đánh cho quân xâm lược tan tác chết không kịp ngáp. Điều lo sợ nhất của người Việt Nam đã và đang hiện diện là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một chế độ bù nhìn. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn đứng chung chiến tuyến với bọn xâm lược để đối phó với nhân dân Việt Nam. Nó hiện rõ nhất qua vụ Hải Dương 981 năm 2014, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù hàng trăm người vì biểu tình chống Trung Quốc khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào sâu nội địa Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố một câu xanh dờn khi gặp gỡ cử tri nếu đụng độ trên biển ta có ngồi đây để tổ chức đại hội được không? Cùng hàng loạt vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam nếu Đảng là của dân, do dân và vì dân vì sao bắt bỏ tù tra tấn và đánh đập dã man người biểu tình, người lên tiếng chống Trung Quốc trên mạng xã hội. Cũng tương tự từ, Nguyễn Phú Trọng lâu nay im bặt xuất hiện khi quân Bắc Kinh đâm chìm tàu cá và bắt giữ 8 ngư dân. Ông ta xuất hiện để xin máu dân. Xin máu để làm gì vậy hả ông Nguyễn Phú Trọng? Đất nước không có chiến tranh, nhiều việc khác để lo hơn. Sao lại quan trọng đến nỗi ông phải xuất hiện giữa lúc giặc đang xâm phạm chủ quyền và xin máu của nhân dân? Khi thấy có bất công, lơ đi là một là chọn thái độ ủng hộ nó. Rõ ràng chính phủ Việt Nam lơ đi trong việc chủ quyền bị xâm phạm là một thái độ ươn hèn với giặc Đảng và nhà nước do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chọn thái độ lơ đi và không có hành động đáp trả thích đáng, đồng nghĩa với việc họ đang đứng chung chiến tuyến với quân xâm lược Bắc Kinh. Khi Đảng nhà nước đứng chung chiến tuyến với quân xâm lược thì ai sẽ bảo vệ ngư dân, ai bảo vệ chủ quyền đây? Tàu cá đâm chìm, ai sẽ đền cho ngư dân khi chính họ đang còn nợ ngân hàng hàng tỷ đồng đi vay? Cũng bởi tin chính phủ Việt Nam sẽ bảo vệ họ nên mới dám vay để đóng tàu hàng tỷ đồng. Bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan sẵn sàng nổ súng đáp trả khi Trung Quốc có hành động khiêu khích và tuyên bố bắn chìm tàu cá Trung Quốc khi xâm phạm vùng biển của Đài Loan. Đó là do dân bầu bái lên. Còn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bắc Kinh đưa lên chứ không phải là do dân bầu thì cùng chiến tuyến với Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Chỉ thương cho các ngư dân tin lời của Đảng phát cờ bảo vệ Tổ quốc vay tiền tỷ đi đóng tàu giờ tàu chìm coi như bán nhà để trả nợ vậy. Cũng bởi vì tin lời của Đảng cả. Vì sao một tháng trước khi coronavirus bùng phát Trung Quốc nhập 2 tỷ khẩu trang y tế vào kho ở Vũ Hán? Trước khi dịch bệnh, virus Vũ Hán đe dọa toàn cầu Trung Quốc đã thu gom và nhập khẩu hơn 2 tỷ khẩu trang y tế, 25 triệu bộ quần áo bảo hộ gồm cả mặt nạ và thiết bộ, thiết bị bảo vệ, nên cả thế giới giờ đây không trở tay kịp trước tình trạng khan hiếm hàng bảo hộ phòng chống dịch bệnh. Hôm thứ Năm, một tờ báo của chính phủ Trung Quốc đã xuất hiện thông tin chi tiết về hoạt động ngoại thương của họ trong 2 tháng đầu năm khi nước này đang ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng virus. Khi dịch bệnh virus Vũ Hán bắt đầu lan rộng trên toàn cầu vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020, Trung Quốc đã tiên liệu và nhanh tay cho gia tăng thu gom, mua bằng được tất cả các mặt hàng y tế từ khẩu trang dụng cụ y khoa và nhiều mặt hàng khác từ tất cả các nước trên thế giới. Theo một báo cáo bị tiết lộ, Trung Quốc đã thu gom về 2,46 tỷ mẫu vật liệu y tế bao gồm mặt nạ và các thiết bị bảo vệ đã được hải quan quốc gia nước này cho thông qua khoảng thời gian từ 24 tháng 1 đến 29 tháng 2 năm 2020. Báo cáo cho biết cơ quan này đã tiến hành nhập khẩu từ tất cả các nguồn cung cấp bằng cách thông báo rằng cơ quan thủ tục hải quan không chậm trễ đối với các mặt hàng phòng chống dịch bệnh. Một số các cơ quan của Trung Quốc có trụ sở ở Úc đã xác nhận về điều này. Chủ tập đoàn phát triển bất động sản Bridgeland Australia có chủ nhân là người Trung Quốc đã thuê hẳn một chuyên cơ chở hơn 80 tấn các sản phẩm liên quan đến y khoa bay về Vũ Hán trong khoảng thời gian cuối tháng 2. Phải chăng Trung Quốc một mặt cho quân đi phát tán dịch bệnh khắp nơi trên thế giới, một mặt ngu thu gom tất cả các khẩu trang và vật tư y tế phòng thủ tuyến đầu và quan trọng nhất trong cuộc chiến chống virus Vũ Hán để hôm nay dân chúng thế giới chết như ngả dạ kinh tế toàn cầu suy si thoái và Trung Quốc sẽ đóng vai người hùng cứu trợ hàng giỏm hàng kém chất lượng hai vai anh cả chia sẻ nỗi lo với thế giới lúc Trung Quốc chìm trong dịch bệnh các nước không tiếc viện trợ gửi hàng tới tấp đến tàu dùng giờ các nước lao đao thì Trung Quốc thu gom hết mang về để nhìn thế giới sụp đổ dân tàu còn dương biển chúc mừng Mỹ vượt mốc 100.000 200.000 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán Đúng là một đất nước hạng ba thì không thể có những công dân hạng nhất. Một nước như Trung Quốc thì dù có giàu mạnh thì dân đi đến đâu cũng bị xua đuổi, kỳ thị, chán ghét như tà ma mà thôi. Tình báo Mỹ xác nhận Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Hãng tin Bloomberg cho biết ngày 1 tháng 4 năm 2020, một báo cáo mật của chính Báo Mỹ kết luận là Trung Quốc đã gian dối về số liệu và dịch bệnh viêm phổi xuất phát từ Vũ Hán khi đưa ra các con số thấp hơn con số thực tế. Báo cáo này của Trung cộng đồng tình với báo Hoa Kỳ IC, tập hợp 17 cơ quan tình báo Mỹ đã được phân loại và gửi đến Nhà Trắng vào tuần trước. Hãng Bloomberg đã dẫn lại thông tin này từ ba quan chức Mỹ. Các quan chức này từ chối tiết lộ danh tính cũng không cung cấp nội dung chi tiết của báo cáo trên. Tuy nhiên họ nói rằng báo cáo cho thấy các báo cáo công khai của Trung Cộng về số ca nhiễm và tử vong là cố ý không đầy đủ. Hai trong ba quan chức nêu trên khẳng định số liệu của Trung Quốc là giả. Các quan chức trên cũng không khẳng định rằng liệu báo cáo đề cập tới số liệu thực tế của Trung Quốc là bao nhiêu hay không. Tóm lại, báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ IC kết luận Trung Quốc cố ý làm giảm số liệu thương vong do virus Vũ Hán ở Vũ Hán gây ra nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên trên thế giới. Cũng trong thời điểm đó, Tổng thống Donald Trump lấp lửng về số liệu bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc ở Vũ Hán. Trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 4 giờ Mỹ, ông Trump nhận định câu hỏi về tính chính xác trong số liệu ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán gây ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Ông Trump đáp: Làm sao chúng ta biết được nó chính xác hay không? tôi không phải là một kế toán ở Trung Quốc. Cũng tại cuộc họp báo, ông Trung khẳng định chính quyền chưa nhận được bất kỳ báo cáo tình báo nào cho thấy Trung Quốc che giấu số liệu của bệnh nhân và nạn nhân của viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nói thêm số liệu của họ dường như có một chút sáng sủa liên quan tới những gì chúng ta chứng kiến và những gì được báo cáo và tôi đang khá thân thiện khi nói vậy. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong những tuần qua đã kịch liệt chỉ trích Bắc Kinh cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc không tỏ ra minh bạch với thế giới về tình hình dịch bệnh ở nước đông dân nhất thế giới này. Cho tới nay Nhà Trắng chưa hề có báo cáo cáo buộc một cách rõ ràng và chính thức là Bắc Kinh gian dối về số liệu của dịch bệnh viêm phổi vũ hán. Tin tức về báo cáo này xuất hiện một ngày sau khi bà Deborah Bix, điều phối viên của nhóm công tác chống viêm phổi vũ hán ở Nhà Trắng nói rằng Cách thức Mỹ phản đối với dịch bệnh có thể không hiệu quả tối đa vì những thiếu sót trong dữ liệu của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày 31 tháng 3, bà Briggs nói cộng đồng y tế thế giới giải thích số liệu Trung Quốc nghiêm túc đấy nhưng nhỏ hơn dữ liệu của bất kỳ ai. Bởi vì lẽ chúng ta thiếu một số liệu đáng kể, giờ là lúc chúng ta xem chuyện gì đang xảy ra ở Ý và Tây Ban Nha. Cho đến hết tháng 3, Trung Quốc đã báo cáo công khai hơn 82.000 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 3.300 người chết. Như vậy, số người chết virus corona Vũ Hán ở Trung Quốc trong 2 tháng chỉ bằng một nửa so với ở Tây Ban Nha trong hơn một tuần lễ và bằng 1 phần 3 so với Ý tính từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 năm 2020. Hoa Kỳ có số bệnh nhân cao hơn 2,5 lần so với Trung Quốc. Truyền thông Tây Phương không tin vào các con số chính thức của Bắc Kinh. Trả lời trên đài truyền hình LCI ngày 29 tháng 3, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện saint Antoine Paris, Karin cho rằng bệnh dịch bệnh đã bùng phát từ tháng 9, tức là sớm hơn so với thời điểm chính thức mà Bắc Kinh cho thông báo. Bắc Kinh có lẽ đã che giấu về số người tử vong và con số đó cao hơn nhiều so với con số 3.300 ca tử vong trong thống kê chính thức của Trung Quốc. Trong tuần qua hình ảnh của những video ngắn mô tả hàng ngàn chiếc hũ đựng cho cốt ngoài các nhà tang lễ ở tỉnh Hồ Bắc lại càng khiến cho công chúng nghi ngờ báo cáo của Bắc Kinh. Vào thời điểm Vũ Hán nới lỏng các biện pháp phong tỏa và một tuần lễ trước lễ thanh minh, điều tra của tờ báo Kinh tế Tài Tân Ai của Trung Quốc cho thấy chỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2020, một lò thiêu tại Vũ Hán đã nhận 5.000 hũ cho con số này cao hơn báo cáo chính thức là 2.535 người chết vì dịch bệnh tại Vũ Hán. Đó là chưa kể cả thành phố Vũ Hán có tổng cộng 7 nhà thiêu và vẫn theo điều tra của thời báo Tài Tân. Nếu mỗi đơn vị đều nhận được một số hũ cho như vậy thì có đã tới 35.000 người chết trong 2 tháng qua. Tác giả bài điều tra của tờ báo Trung Quốc này lưu ý thêm trong giai đoạn cao điểm của mùa dịch vừa qua đã có thêm khoảng một chục lò thiêu giã chiến được dựng lên chung quanh thành phố Vũ Hán. Nhưng báo Tài Tân không thể kiểm chứng số liệu về hũ cho. Tờ báo đặt câu hỏi vì sao sự tranh lệch lại quá lớn giữa thống kê chính thức của thành phố và thực tế trước các nhà thiêu ở Vũ Hán Nhà báo Phạm Cao Phong ở Paris cho biết ngày 30 tháng 3 chương trình thời sự của các kênh đài truyền hình của nhà nước Pháp như France 2, France C CNews, Direct đều đồng loạt tố cáo hành vi Trung Quốc giấu nhẹm có chủ ý về con số tử vong trong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại quốc gia này. Phóng viên Pháp Arnaud Michael thường trú tại Vũ Hán đã cho thấy hình ảnh người nhà những gia đình xấu số xếp hàng trầu trực nhiều giờ đồng hồ để nhận lọ cho cốt người thân tại các nhà hỏa thiêu. Trong một bức ảnh chụp dãy hộp khổng lồ xếp như những công sự quân đội, quân chết, người xem dễ dàng nhẩm tính có đến 1.800 bình cho. Đấy mới là tiền sảnh của một trong 7 nhà hỏa thiêu ở Vũ Hán. Phóng viên Pháp nói thẳng tuột Trung Quốc đã giảm thiểu đến 20 lần con số thực được công bố. Trung Quốc như thường lệ đáp lại phương Tây bằng những lời lẽ ngụy biện. Thứ năm ngày 2 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về bản tin của Bloomberg. Người phát ngôn Hoa Xuân Ánh nói Trung Quốc cởi mở và minh bạch. Trong phản ứng của viêm phổi Vũ Hán, bà nói một số viên chức Mỹ chỉ muốn đổ lỗi. Chúng tôi không muốn cãi nhau với họ và nhưng đối diện với sự bôi nhọ đạo đức liên tục của họ. Tôi phải nói ra sự thật một lần nữa, chúng tôi muốn giúp đỡ họ theo khả năng của mình, nhưng các bình luận của các chính trị gia Mỹ chỉ đáng xấu hổ. Những sự bôi nhọ đổ lỗi không thể bù lại cho những thời gian đã mất và sẽ chỉ làm tốn thời gian và sinh mạng. Giải thích cho sự việc người dân xếp hàng trước các nhà tang lễ sau khi mở cửa lại ngày 23 tháng 3, Đại sứ Trung Quốc ở Pháp Lu Sayer nói 2,5 nghìn người chết vì dịch bệnh và khoảng 10 nghìn người qua đời tại Vũ Hán qua 2 tháng qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ông khẳng định chúng tôi không giấu con số tử vong, các con số là chính xác. Đại sứ Lu nói hạn chế đi lại tại Vũ Hán ngày 23 tháng 1 đã khiến cho người dân không thể đến nhận cho cốt của người thân. Vì thế khi giao không khi giao thông mở cửa lại, mới đây người dân mới xếp hàng dài như vậy trước nhà tang lễ. Ông nói năm 2019 khoảng 51.200 người qua đời ở Vũ Hán, tức trung bình mỗi tháng có 4.000 người qua đời. Con số tử vong tháng riêng và hai cao hơn các tháng còn lại trong năm vì thời tiết lạnh. Chuyên gia về Trung Quốc Valeria Liquid, quỹ nghiên cứu chiến lược FAS của Pháp cho rằng Bắc Kinh đã đưa ra những con số rất thấp về trường hợp tử vong vì viêm phổi Vũ Hán để khoe khoang thành tích chứng minh với thế giới về thế thượng phong của Trung Quốc ngay cả trước một kẻ thù vô hình. Chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn chứng minh hiệu quả của hệ thống chính trị ở nước này. Nói cách khác, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã phục vụ mục tiêu tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cả với công luận trong nước lẫn cộng đồng quốc tế. Biên tập viên James Palmer của Foreign Policy cũng cho cũng đồng tình rằng rất có khả năng Bắc Kinh đang cố tình đánh giá thấp con số người chết ở Vũ Hán và tổng số trường hợp bị nhiễm trên cả nước vào tháng 2, ông viết. Những con số tồi tệ ở Trung Quốc luôn được báo cáo thấp xuống, đặc biệt là khi hình ảnh quốc gia bị đe dọa và Trung Quốc hiện đang muốn chiến thắng virus để tương phản với những thất bại của phương Tây cũng như châu Mỹ. Nhưng ông đặt giả đặt giả một giả thuyết là Tuy nhiên, không phải như thế giới lãnh đạo Trung Quốc có một bộ sách bí mật chứa những số liệu chính xác hơn. Họ cũng vậy, đang phải vật lột để tìm ra chính xác những gì đang diễn ra trong đất nước rộng lớn của mình. Ông giải thích là vì chính quyền địa phương một mặt được lãnh đạo khuyến cáo không được giấu các trường hợp bị nhiễm vì mục đích báo cáo bằng không. Nhưng mặt khác, lãnh đạo cũng đang yêu cầu gần như không có trường hợp nhiễm mới nào trong nước. Một loạt các cuộc thanh trừng trước đại dịch đã khiến cho các quan chức ngoài cuộc và bất kỳ chính quyền địa phương nào chẳng may có một ổ dịch trên lãnh thổ của họ đều có thể gặp nguy hiểm chính trị nghiêm trọng. Không thể phủ nhận những thiếu sót bất cập trong hệ thống y tế ngay cả tại một quốc gia giàu có nhất hành tinh nhưng việc không chia sẻ thông tin chính xác về một siêu vi chủng mới nguy hiểm chết người là một tội ác cần phải được lên án và chính quyền cộng sản nước này khi dịch bệnh mới bùng phát ở vũ hán nhà công quyền cộng sản trung quốc từng khẳng định rằng dịch viêm phổi cấp tính chủng mới không thuộc dòng các bệnh dịch truyền nhiễm và đổ vạ cho mỹ gây ra trung quốc đã liên tục gian dối khi cố che giấu sự thật chừng nào chế độ cộng sản còn tồn tại ở bắc kinh thì nhân loại sẽ còn tiếp tục nhận được những hậu quả chết chóc nặng nề từ thể chế độc tài đầy đau khổ này Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi